Anh Đại Nghĩa có thích ăn cá không? Trước đây thì có nhưng bây giờ thì không. À hả, tại sao? Bây giờ thì Đại Nghĩa ăn chay. Con vật nuôi yêu quý nhất của anh? Chó. Nghe đồn là sau khi anh tham gia chương trình khác thì đoàn xiếc Việt Nam mình mời anh vô rồi đó. Dạ. Thế cái tiết mục mà chó đua xe đạp đó. Đến với hai chương trình thực tế đó là Bước Nhau Hoàng Vũ và Gương Mặt Thân Quen. Thì anh không bao giờ anh đặt cái vấn đề là mình sẽ phải chiến thắng chương trình đó ra làm sao. Cái quan trọng là khán giả nhìn nhận mình như thế nào. Yeah. Là mang niềm vui, mang tiếng cười đến cho khán giả. Yeah. Chứ đâu phải đến chương trình đó để mình kiếm tiền. Tại sao cười? Xin một lần mình nhìn nhau trong phút giây. Một lần thôi nói tiếng yêu. Lần cuối cho nên âm thầm lặng quay.